Xin chào các bạn. Hôm nay tôi lại làm một cái thử thách ăn dứa. Ăn dứa chua, rất chua. Các bạn xem. Các bạn hãy xem tôi ăn dứa như nào nhé. Hôm nay thì lại vẫn cái chủ đề Covid. Gia đình hết gạo, thế nên là thôi có gì ăn đấy. Ở nhà chỉ còn một quả dứa, thế lại phải ăn dứa để thay cơm. Đây các bạn ơi. Đây là miếng dứa các bạn này. Đấy. Dứa chua lắm các bạn ạ. Rất chua. Tôi sẽ ăn thử nhá, cho các bạn xem nhá. Tôi ăn thử cho các bạn xem. Đấy. Hai quả nó chua đấy. Từ lúc đẻ ra đến giờ chưa bao giờ ăn miếng dứa nào nó chua như này các bạn ạ. Dứa người ta có thể ăn hoặc là có thể xào, dùng làm đồ để chế biến đồ ăn. Ví dụ như là các thực phẩm mà có thể là chế biến cùng với lại dứa, ví dụ như là thịt bò, mực. Đấy, là có thể xào với dứa. Thì khi mà xào với dứa thì rất ngon, nó rất là ngọt, ngọt tự nhiên và nó làm cho thực phẩm nó mềm, đặc biệt là thịt bò nó không dai, nó mềm, mực cũng vậy. Hoặc là ở trong miền Nam thì người dân là thường hay dùng dứa để nấu canh chua. Như ngày xưa thì tôi hay đưa các đoàn du lịch đi vào trong miền Nam thì người ở miền Bắc là không không ăn được đồ ngọt. Chính vì vậy mà khi mà đi vào trong miền Nam ấy thì mọi người ở trong đoàn thường dặn tôi là nói với đầu bếp là không nấu đồ ngọt, nấu theo khẩu vị miền Bắc. Thế tuy nhiên là ở trong miền Nam thì người ta đã hình thành một cái thói quen từ xa xưa rồi, đó là khi mà nấu canh chua hoặc nấu bất kỳ cái đồ gì là cũng có phải là cho thêm một ít đường vào để cho nó tạo nên cái vị hơi ngọt một chút thì nó dễ ăn, đặc biệt là trong bát canh chua. Thế tuy nhiên trong bát canh chua ở miền Nam thì người ta không cho đường mà người ta lại dùng những cái quả dứa này để người ta nấu canh chua các bạn ạ. Chính vì dùng những cái quả dứa này đấy thì nó sẽ tạo nên những cái độ ngọt tự nhiên, nó không có cái độ ngọt nhân tạo của mì chính và của đường. Bởi vậy mà khi các đoàn khách du lịch ở miền Bắc đi vào miền Nam thì mọi người hay nói rằng là sao trong này người ta dùng nhiều mì chính, dùng nhiều ngọt như vậy, nhưng mà thật ra khi ăn thì không phải vậy đâu. Đặc biệt là cái bát canh chua, tôi nhớ là đi vào trong đó người ta hay dùng những cái hay hay nấu món cá, cá nấu canh chua, ví dụ như là cá bông lau, cá ba sa, cá diêu hồng, người ta cũng nấu canh chua. Đấy. Thì ở ngoài miền Bắc thấy rất là lạ là khi vào trong miền Nam ấy thì họ ăn canh chua là họ phải có, thường là có một cái bếp cồn nhỏ nhỏ và đặt cái bát canh chua lên. Thì thường người miền Bắc tưởng là ăn lẩu nhưng mà thật ra thì không phải. Đó là cái cách ăn canh chua ở trong miền Nam. Người ta biến tấu đi để làm cho cái bát canh chua lúc nào nó cũng nóng, lúc nào nó cũng bốc hơi, nó rất là ngon.
Thì đấy là cái cách canh chua. Thì nếu có dịp xin mời các bạn thưởng thức cái những cái bát canh chua ở trong miền Nam, hoặc là những cái món lẩu trong miền Nam kiểu gì cũng có dứa, rất ngon, và có cái quả đậu bắp. Thôi nói vậy, nói chuyện vậy thôi, bây giờ tôi đang ăn dứa cho các bạn xem nhá. Dứa này quá. Tôi không ăn được chua, nhưng mà tôi phải cố ăn bát này, à cố ăn nốt cái miếng này. Bây giờ nhá, tôi sẽ ăn cái miếng dứa này, mặc dù nó rất chua nhưng mà không biến sắc mặt, sắc mặt không thay đổi. Các bạn xem nhé, xem như nào. Thôi mình cứ nghĩ là nó ngọt đi, không thay đổi sắc mặt nhé. Bye.